Một chiếc xe đi 12 năm mà chỉ đi trên đường là 70.000 km chị ạ. Thì đó chính là một chiếc xe BMW 523i, một chiếc xe trong phân khúc sedan hạng D với rất là nhiều, chủ yếu là về cảm giác lái của một chiếc xe Đức anh chị ạ. Và với mức giá chỉ loanh quanh 700 quay đầu thôi là anh chị đã chốt được xe rồi anh chị nhá. Và để chi tiết hơn chiếc xe này thì mọi người hãy theo dõi cùng em hết video. Với thiết kế của BMW thì luôn có một thiết kế rất là đặc trưng rồi. Hai ống hút gió ở chiếc phía trước của xe tạo nên cảm giác cho xe rất là có một cái cá tính rất là riêng đúng không anh chị? Lại là một tông màu đen nữa, tông màu đen rất là sang trọng. Và đi kèm chiếc xe này có một mang màu nội thất là màu be nữa anh chị ạ. Rất là hài hòa và trang nhã đúng không ạ? Với dàn lốp thì bây giờ em sẽ vào zoom vào sâu dàn lốp của anh chị xem một chiếc xe đi 12 năm thì những xe như thế nào anh chị nhé. Xe vẫn còn đăng kiểm đến dài đến tháng 12/2022 anh chị ạ. Mình lấy xe về là mình chỉ việc đi thôi. Rất phù hợp cho bác nào muốn trải nghiệm một dòng xe Đức và đủ điển hình, đó là một chiếc BMW anh chị nhé. Về thiết kế khung gầm thì cảm giác lái phải nói là quá đã rồi, rất là chắc đầm. Chiếc xe này thì gia chủ đã tân trang một hệ thống sàn hệ thống phim cách nhiệt Luma rồi anh chị nhé. Nên nhà mình lấy xe nhà mình chỉ việc đi thôi, không cần phải tân trang thêm cho xe nữa anh chị ạ. Đấy, thiết kế cốp rất là rộng rãi. Trong phân khúc của xe hạng D thì chiếc xe này em đánh giá là phải nói là nó quá là nhiều cái mà vượt hơn so với mình mong nghĩ. Một chiếc xe BMW với cả không gian và cũng như là từng keo chỉ, một chiếc xe đi 2010 rồi đã 12 năm rồi anh chị ạ, vẫn còn rất là bóng sáng đúng không ạ? Bây giờ thì em mời các bác vào trong phần nội thất cùng em nhé. Đây, mời mọi người vào trong trải nghiệm khoang nội thất. Đây là một chiếc xe với khoang nội thất màu be, rất là trẻ trung đúng không ạ? Và không gian ngồi thì sao? Kể cả thiết kế ghế da anh chị nhìn cho em nhé, nó gọi là cái thiết kế nó trùng thôi chứ không phải là do thiết kế nó bị sử dụng quá nhiều này. Ngồi và cảm nhận này, rất là thích. Có cả cái chống ồn 3M đấy anh chị nhá, thiết kế ở dưới của xe rồi. Và thực sự là cái không gian ngồi của cảm giác là sảng khoái anh chị ạ. Bây giờ thì mời mọi người cùng vào khoang lái cùng em nhé. Với thiết kế khoang lái thì sao ạ? Điều nổi bật nhất trong toàn bộ cái phần khoang lái thì em đánh giá đó là phần cần số. Thiết kế cần số đặc trưng và nổi bật riêng của BMW mang đến cái trải nghiệm cho khách hàng rất là nhiều. Và công nghệ thì nó dừng lại ở chiếc xe 12 năm thì công nghệ thì chắc chắn vẫn đầy đủ cho anh chị. Phanh tay điện tử auto này, cũng như là điều hòa tự động hai vùng độc lập. Một số những cái tính năng cruise control thì chiếc bản này không có anh chị nhé. Nhưng mà bù lại thì cái cảm giác chắc chắn khi mà mình cảm giác lái một chiếc xe Đức nó khó thể tả lắm anh chị ạ. Thực sự là rất là muốn mời các bác trực tiếp qua showroom nhà em để có thể trải nghiệm và mình xem xe cùng em Ngọc. Mỗi lần mà mở nắp capo cái này, em nghĩ chiếc này nó mở dễ hơn. Bây giờ một chút khoang máy xe Đức còn nguyên zin và mộc đến 99% cho anh chị. Xe như nào thì quay lên như đấy luôn đúng không ạ? Xe Đức này thì nói chung là về thiết kế, cái động cơ khối máy của xe thì chiếm trọn vị trí trung tâm rồi. Nó không nhìn nó không như những cái xe của Hàn hay là của Nhật. Thiết kế của Đức nó tăng lên cái độ an toàn cho khách lên rất là cao anh chị ạ. Từng thiết kế nó rất là thông minh và chính xác, vì mới mức giá của chiếc xe BMW 523i sản xuất và đăng ký 2010 với biển tư nhân biển thành phố anh chị nhé, là mức giá là 669 triệu là anh chị đã chốt được chiếc xe này rồi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video, và nếu mà anh chị quan tâm về chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline nhé.